Thực hư chuyện Duy Mạnh bị công an bắt. Gần đây trên mạng lan truyền về những bức ảnh ca sĩ Duy Mạnh bị những người mặc cảnh phục áp giải. Cụ thể, trong những bức hình được chia sẻ là hình ảnh ca sĩ Duy Mạnh bị còng tay và bị áp giải bởi những người mặc đồng phục công an. Trên YouTube còn có clip ngắn có sự xuất hiện của cảnh sát cơ động cầm súng chĩa vào những người dân có mặt trong phòng. Tuy nhiên, sau đó cư dân mạng đã tinh ý nhận ra có nhiều điểm vô lý trong bức ảnh, như cô gái mặc sắc phục bên cạnh Duy Mạnh đeo quân hàm ngược có sự xuất hiện của súng giả. Một số bức ảnh selfie của hai người cũng đã được tìm thấy. Chính những điều này đã khiến khán giả ngầm đoán ra đây có thể chỉ là những hình ảnh trong MV hay một dự án mới nào đó của Duy Mạnh. Tuy nhiên, thay vì háo hức mong chờ thì cộng đồng mạng lại khá bức xúc vì Duy Mạnh có vẻ như đang cố gây sốc để tạo sự chú ý. Hiện, Duy Mạnh vẫn chưa lên tiếng chính thức về vấn đề này. Như Quỳnh khóc nghẹn trong đám tang em trai, ca sĩ Tường Khuê. 14 giờ ngày 21 tháng 4 theo giờ địa phương, đám tang nghệ sĩ Tường Khuê, em trai ca sĩ Như Quỳnh đã diễn ra ở California, Mỹ. Về vấn đề hình ảnh và truyền thông, gia đình Như Quỳnh ủy thác cho một trung tâm ca nhạc người Việt ở Mỹ lo liệu. Buổi lễ có lực lượng bảo vệ ngăn YouTuber quay phim chụp ảnh cận linh cữu nghệ sĩ Tường Khuê. Sau khi hoàn thành nghi lễ cầu siêu, anh Gia Tuấn, đại diện gia đình Như Quỳnh, cảm ơn nhà chùa đã tổ chức buổi lễ chỉn chu, cảm ơn khách đến viếng nghệ sĩ quá cố. Tại đám tang nghệ sĩ Tường Khuê, ca sĩ Như Quỳnh cầm chặt di ảnh em trai khóc nức nở. Cô được người thân liên tục động viên an ủi. Nhiều nghệ sĩ hải ngoại đến viếng đồng nghiệp Tường Khuê lần cuối như danh ca Hương Lan, Phương Hồng Quế, đôi song ca Công Thành và Lin. Danh ca Hương Lan hát bài niệm Phật khép lại sầu bi, đưa tiễn em trai Như Quỳnh. Sau khi lấy lại tinh thần, Như Quỳnh chia sẻ, đại diện gia đình xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp, khán giả, truyền thông báo chí đã thực sự yêu thương Tường Khuê. Ca sĩ nhà thiết kế Tường Khuê tên đầy đủ là Lê Lâm Tường Khuê, sinh năm 1972, mất lúc 19:30 ngày 11 tháng 4 theo giờ Mỹ, do đột quỵ, hưởng dương 51 tuổi. Một số người bạn thân thiết với Tường Khuê tiết lộ anh mắc nhiều bệnh, thường xuyên lui tới bệnh viện. Vài năm gần đây sức khỏe và tinh thần của anh sa sút. Nhiều ngày qua ca sĩ Như Quỳnh hạn chế chia sẻ về sự ra đi đột ngột của em trai. Lần hiếm hoi chị đăng những tấm ảnh đẹp yêu kiều trong các tà áo dài do em trai Tường Khuê thiết kế cùng lời nhắn: chị Như cảm ơn Khuê đã chăm chút cho chị những chiếc áo đẹp và vừa ý chị nhất suốt bao nhiêu năm qua. Ngoài ra Như Quỳnh cũng gửi lời xin lỗi vì vắng mặt trong 4 show ca nhạc sẽ diễn ra trong tháng 4 này.